Kinh Từ Ái. Hằng mong người an tịnh, trí tuệ càng hiển minh, nguyện thái bình an lạc đến tất cả sinh linh, tròn đầy muôn hạnh phúc. Chúng sanh dù yếu mạnh, nhỏ lớn hoặc trung bình, thấp cao không đồng đẳng, hết thảy chúng hữu tình, lòng từ không phân biệt, gần xa không kể xiết, nguyện tất cả chúng sinh tròn đầy muôn hạnh phúc. Đừng lừa đảo lẫn nhau, dù bất cứ điều gì, đừng mong ai đau khổ vì tâm niệm sân si hoặc vì nuôi oán tưởng. Như mẹ giàu tình thương, suốt đời lo che chở đứa con một của mình, hãy phát tâm vô lượng cùng hết thảy sinh linh, từ bi gieo cùng khắp cả thế giới bao la, trên dưới và quanh mình, không hẹp hòi oan trái, không hờn giận oán thù. Khi đi đứng nằm ngồi, khi nào còn tỉnh thức, giữ niệm từ bi này, thân tâm thường thanh tịnh, phạm hạnh chính là đây. Ai xả ly kiến thủ, giới hạnh được tự thành, chánh trí đều viên mãn, không ái nhiễm dục trần, thoát ly đường sinh tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.